Xin kính chào quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Nước Mỹ và con người. Bài viết do Thái Hoa Lộc biên soạn và qua chương trình bày. Thưa quý vị, bắt đầu một tuần mới, ngày đầu tiên của tuần này, tin buồn từ thành phố Nashville thuộc tiểu bang Tennessee. Sáu người, gồm có ba học sinh và ba nhân viên, đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng ở tại trường Covenant, một trường thi chú giáo có hơn 200 học sinh. Thủ phạm đó là Audrey Harley, một người phụ nữ chuyển giới 28 tuổi. Ba học sinh thiệt mạng đều mới 9 tuổi. Những vụ xả súng chết người hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Tuy nhiên hiếm thấy kẻ tấn công là một phụ nữ. Chỉ có 4 trong số 191 vụ xả súng hàng loạt được The Violence Project là một trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận liệt kê từ năm 1966 là do một phụ nữ hung thủ thực hiện. Những gì chưa bao giờ xảy ra thì đã xảy ra trong sự bàng hoàng của người dân Hoa Kỳ. Đức nước Hoa Kỳ và con người ngày nay đang theo đuổi một thứ gì đó. Nhưng thứ đáng theo đuổi nhất trên đời này là những thứ gì? Rất ít người suy nghĩ nghiêm túc về điều có thể đem lại cho mình một sự bình thản. Rất nhiều người chỉ làm theo những gì người khác nói. Nước chảy theo dòng khi mà họ thấy người khác theo đuổi thứ gì thì bản thân mình cũng mô phỏng theo như vậy. Ở trong cộng đồng tị nạn người Việt Nam cũng đang đi theo một lối mòn này. Nhiều người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và ngược lại nhiều người khác cũng ủng hộ tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là con người được sống ở trong một đất nước tự do như là Hoa Kỳ. Gần đây, có một vài video trực tuyến đáng chú ý về một người tốt bụng ở tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Oregon đã đối đầu với những kẻ trộm và buộc những kẻ này phải bỏ lại vô số hàng hóa mà họ đã đánh cắp. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn đó là sự phẫn nộ một cách trắng trợn của những tên trộm này. Họ biểu môi, họ la hét, họ chống trả ai mà dám ngăn cản họ đánh cắp bất cứ một thứ gì họ muốn. Những tên tội phạm này không hề e sợ bất kỳ một hậu quả nào khi mà bước ra ngoài với những túi đồ không phải của mình. Những người này không hề quan tâm rằng việc phổ biến những thói hư tật xấu này của họ sẽ làm suy yếu toàn bộ kết cấu của xã hội Hoa Kỳ. Những điều thường thấy trong đại dịch đó là đập phá và cướp bóc, cướp xe hơi, ẩu đả trên phi cơ đang bay và xả súng thảm sát vào ngày thứ hai vừa rồi. Cũng chính là một sự bảo đảm rõ ràng rằng sẽ không có ai phải nhận hậu quả. Những người vô gia cư thì cho rằng các quy tắc lâu đời như là cấm tiểu tiện bừa bãi, gian dâm và chích choát trên vỉa hè là những điều hiển nhiên và không áp dụng cho họ. Có gì đáng ngạc nhiên khi mà họ ngày càng không phải là một nạn nhân của hoàn cảnh mà lại là những kẻ gây hại cho những người qua đường vô tội. Tuy nhiên, khả năng răng đe không chỉ bị xói mòn từ dưới lên trên mà còn từ trên xuống dưới và bởi một tầng lớp tinh anh cho rằng họ sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự hỗn loạn này. Cựu giám đốc FBI đó là Andrew McCabe thừa nhận rằng đã từng nói dối đến 4 lần với lại các nhà điều tra của liên bang và rõ ràng với dự đoán trước rằng ông ấy sẽ không bao giờ bị truy tố. Có thể thấy sự ngạo mạn tương tự của cựu giám đốc CIA ông John Brennan. Ông này thừa nhận đã nói dối hai lần sau khi tuyên thệ trước quốc hội mà hoàn toàn không bị trừng phạt một lần nào. Cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper không chỉ nói dối sau khi tuyên thệ trước quốc hội mà còn hớn hở tuyên bố rằng mình đã đưa ra những câu trả lời ít giả dối nhất. Ông ấy cũng không phải đối mặt với bất kỳ một hậu quả nào. Liệu FBI và CIA có thể phục hồi danh tiếng của mình nếu các giám đốc của họ biết trước rằng họ sẽ phải ngồi tù vì nói dối sau khi tuyên thệ trước chính phủ của liên bang? Đôi khi vấn đề không chỉ là thiếu hình phạt xác thực cho hành vi phạm tội mà là một sự bất cân xứng của các hình phạt. Tại sao một số tội phạm bạo lực được phóng thích ngay trong ngày mà họ ẩu đã sử dụng hung khí hoặc là bắn vào những người vô tội, trong khi có những người tội phạm nhẹ hơn thì không được thả. Các quốc gia cũng không khác gì con người, và nếu họ biết sẽ không có một hình phạt nghiêm khắc dành cho những hành động khiêu khích của mình, thì họ sẽ không ngừng leo thang tính hung hãn của bản thân tại sao Mexico City đã dung túng cho các nhà máy nội địa ở tại Mexico sản xuất loại thuốc fentanyl, một loại thuốc giảm đau có chứa chất ma túy cực mạnh có thể gây tử vong khi dùng quá nhiều. Để một sức cản sang phía Bắc, làm cho hơn 100.000 người Mỹ nghiện ma túy thiệt mạng mỗi năm. Phương thức đăng đe nào sẽ ngăn cản hàng triệu người nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ hoặc là ngăn fentanyl do Mexico sản xuất lấy đi mạng sống của người Mỹ trong một thập niên vừa qua nhiều hơn so với tất cả những người tử vong trong tất cả các cuộc chiến của chúng ta kể từ đại nhị thế chiến. Liệu Hoa Kỳ có nên đánh thuế 60 tỷ đô la khoản kiều hối được gửi về Mexico hàng năm và chủ yếu là của những người cư trú bất hợp pháp ở đây và thường xuyên được nhận trợ cấp như các quyền lợi mà chính các tiểu bang và liên bang của Hoa Kỳ cấp cho. Hoa Kỳ có nên công bố các băng đảng khủng bố quốc tế và dẫn độ bọn họ và cấm tất cả đồng bọn và những kẻ tiếp tay cho bọn họ khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu hay là không? Trong khi Trung Cộng cố ý chuyện cho Mexico các nguyên liệu thô để sản xuất fentanyl, với niềm tin rằng đó là một chiến lược đôi bên cùng có lợi, với lợi nhuận rất lớn và sự thiệt mạng của rất nhiều thanh niên Mỹ. Điều gì sẽ ngăn cản Trung Cộng thực hiện hành động thản nhiên gây hấn vẫn nhượng bộ thêm nữa, phớt lờ hơn nữa về việc đại dịch Covid-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán? Hay là việc trục xuất 350.000 sinh viên của Trung Cộng khỏi các trường đại học của Hoa Kỳ sẽ ngăn được việc xuất cản Fentano của họ? Hay là việc cấm các công ty của Trung Cộng có mối quan hệ với chính quyền thu mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ? Rõ ràng là khi người Mỹ càng trở nên giàu có và tinh vi về mặt công nghệ thì giới tinh anh của họ càng tin tưởng rằng họ có thể thay đổi bản chất nguyên thủy của con người, vốn đã được định hình và có thể dự đoán được qua thời gian và không gian. Họ định nghĩa lại hành vi phạm tội như là một sự lựa chọn về lối sống hoặc là hình dung lại tên tội phạm như là một kẻ có những bất bình chính đáng đối với xã hội mà hắn lật đổ. Và những kẻ làm hại đất nước Hoa Kỳ mà không bị chế tài thì họ càng coi đó là một điểm yếu của người Mỹ. Và nếu không muốn nói là một sự suy đồi để lại lợi dụng khai thác thêm. Khi nói về lý tưởng sống của đa số người dân Hoa Kỳ được tham khảo thì có người cho rằng tiền bạc và của cải là rất quan trọng. Không có tiền bạc thì không thể hạnh phúc. Vì vậy, nó đáng để theo đuổi cả đời. Có người cho rằng danh vọng rất quan trọng. Đã thành danh thì tiền tài sẽ cuồn cuộn mà đến. Nhưng cũng có người lại nói rằng quyền lực đáng theo đuổi hơn, bởi vì một khi có quyền lực thì có thể đạt được cả danh lẫn lợi. Những lập luận như vậy là rất thường thấy và người ta cũng rất khó nghĩ đến mục tiêu cao hơn là gì. Lại càng hiếm có người có thể lấy phẩm đức cao thượng hoặc là đời sống tinh thần hoàn mỹ là mục tiêu để theo đuổi trong cuộc sống hôm nay tại đất nước Hoa Kỳ. Tiền tài vật chất vốn là thứ không thể mang theo đến khi sinh cũng như không thể mang theo đi khi chết. Và ngay cả trong thế giới vật chất có thể nhìn thấy này thì tác dụng của nó cũng chỉ là rất hữu hạn và nó không thể xoa dịu nỗi đau tinh thần của con người. Cái chết của bà bé 9 tuổi ở tại trường Covenant, thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, đã đánh mất niềm tin và sự an toàn và giá trị đạo đức tại xã hội của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Nước Mỹ và con người, bài viết do Thái Hoa Lộc biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.